chị mới chưa có cái lời. Con tên là gì? Thiên Ái. Con tên là Thiên Ái nói. Mấy tuổi? 4 tuổi. Rồi con đọc Thi Thiên 1. Nói đi, nói con đọc Thi Thiên 1. Con đọc Thi Thiên 1. Rồi, phước. Phước cho người nào chẳng theo kế của kẻ dữ, chẳng hắn cho mừng trợ nha. Không người cửa của kẻ nhớ bán, không phải làm dư dễ gì lực pháp của Jehovah. Cây suy gẫm lực pháp ấy, ngày già em, người ấy sẽ như cây trồng dòng nước. Trong bông trái theo thì tiết, cái nó cũng chẳng sẵn héo. Mọi sự người làm đẹp giả thẳng vượng, kẻ chẳng như vậy thôi. Chúng nó khác nào gom gác cho khỏi đây đi. Bởi cơ ấy. Bởi cơ ấy, kẻ chẳng ở trong ngàn khế, tự nhân cũng không một lào họ người công bằng. Vì ước chứ hôm ba biết luôn à. Họ người công bằng, không bằng kẻ rồi bị diệt vong. Hay quá.